rau ngon ngọt, nhưng tuyệt đối không được ăn lẩu, kẹo sinh sản chất kịch độc như thạch tím, có thể gây chết người như chơi. Hôm qua nhà em ăn lẩu bò giã ngán sau Tết, tiện có mấy mớ mùng tơi tươi ngon mập mạp, lại là đồ sạch đem từ quê lên, thế là đem ra nhúng lẩu ăn. Ai dè ăn xong, cả nhà cùng bị đầy hơi, trứng bụng khó tiêu. Nhà em cẩn thận lắm, rau thịt đều có nguồn gốc đảm bảo mới dám mua về, thế mà không hiểu sao lại ấm ạch bụng dạ. Em bèn lên mạng tìm hiểu thử, thì đọc được bài này. Thấy hết hồn các mẹ ạ. Hóa ra không phải đâu gì cũng đem đi nhúng lẩu được. May mà nhà em chỉ bị qua la. Em còn đọc thấy có vụ hai bệnh nhân phải vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng méo miệng, sưng hai má, không nói được do ăn lẩu, ăn phải rau độc. Các mẹ cùng tìm hiểu kỹ và ghi nhớ để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé. Sai một ly, lại đi một dặm thì khổ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, việc ăn nhiều loại rau xanh khi ăn lẩu sẽ giúp cơ thể giải nhiệt, trừ nóng và giải độc, đồng thời làm tăng mùi vị của món lẩu. Tuy nhiên, chúng ta thường tùy hướng theo khẩu vị để chọn rau mà không biết rằng có những loại rau không nên phối hợp với nhau khi ăn lẩu, bởi chúng có thể sản sinh ra các chất độc gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ngoài việc nên chú ý mua những loại rau có nguồn gốc rõ ràng, sạch sẽ, thì cách kết hợp rau với từng loại lẩu cũng rất quan trọng. 1. Lẩu bò không ăn với rau mồng tơi. Lẩu bò tuyệt đối không ăn kèm rau mồng tơi vì sẽ gây đau bụng, khiến bụng đầy hơi khó tiêu, thậm chí táo bón. Nấu lẩu bò không thể thiếu rau cải thảo, rau cải xanh, rau cần, khế chua và một số loại nấm. 2. Lẩu hải sản không ăn với cà chua. Lẩu hải sản nên kiêng toàn bộ những rau quả giàu vitamin C như cà chua, chanh, bởi khi hải sản, nhất là tôm, kết hợp với những trái cây, rau ăn lẩu giàu vitamin C thì acen pentavalin có trong hải sản sẽ chuyển hóa trở thành acen trioxide mà dân gian thường gọi là thạch tím, có thể gây ngộ độc thạch tím cấp tính, thậm chí nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Với đặc tính là món tanh, lẩu hải sản cần có các loại rau như rau muống, rau cần, cải ngồng, hành tươi, các loại rau thơm, dứa. 3. Lẩu gà không ăn với rau kinh giới. Lẩu gà tuyệt đối không được ăn với rau kinh giới, bởi theo đông y, thịt gà thuộc phong mộc về tạng can. Kinh giới lại có vị cay, tính ấm, khá kết khí, ngăn không cho phong khí tụ, hạ ứ huyết. Kết hợp hai thứ này sẽ gây ra chứng chóng mặt, ù tai, hạt run rẩy toàn thân, ngứa ngáy vùng đầu não. Lẩu gà nên ăn với rau ngải cứu. Loại rau này không chỉ tốt cho sức khỏe, giải được nhiều độc tố, mà khi dùng chung với lẩu gà sẽ rất thơm. Ngoài ra đi kèm với món lẩu gà còn có rau cải xanh, rau đắng, rau muống, bắp chuối. 4. Lẩu riêu cua, kỵ cần tây, khoai lang. Lẩu riêu cua tuyệt đối không ăn với rau cần tây và khoai lang và khoai tây. Cua ăn chung với cần tây sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu protein của cơ thể, còn khi ăn chung với khoai lang, khoai tây dễ gây sỏi trong cơ thể. Nên ăn lẩu riêu cua kèm với bí đao, hoa chuối thái nhỏ và các loại rau thơm. 5. Lẩu thịt dê kỵ giấm. Ăn lẩu thịt dê tuyệt đối tránh không ăn kèm giấm, vì giấm sẽ phá hủy làm giảm bớt những thành phần dinh dưỡng quý nhất ở thịt dê. Lẩu thịt dê nên ăn với củ sen, khoai môn, nấm mèo, tiết tô, măng chua. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Có chết, những người này cũng không được ăn măng tươi. Măng tươi là thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn. Theo New Medica, măng tươi chứa rất nhiều protein, chất béo, đường carotin và vitamin B, C và canxi phốt pho, chất xơ. Tuy nhiên, món ăn này không phải thích hợp cho tất cả mọi người. Các nhà khoa học khuyến cáo trẻ em và những người đang mắc một số căn bệnh sau cần cẩn trọng hoặc tránh dùng măng. Sỏi thận.
Măng chứa nhiều axit azulic, có thể dễ dàng kết hợp với canxi trong cơ thể, tạo thành axit azulic, canxi, dẫn đến sỏi thận đường tiết niệu. Do vậy, người bị sỏi thận không nên ăn nhiều măng tươi. Viêm loét dạ dày, tá tràng. Măng tươi giàu chất xơ. Theo đông y, loại thực phẩm này có tính hàn, khó tiêu hóa, nên những người mắc bệnh loét dạ dày và tráng tràng, viêm dạ dày, xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản không nên ăn nhiều để tránh làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Mẹo khử độc măng tươi. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng măng tươi, chúng ta có thể áp dụng những cách khử độc sau đây. Cách 1. Bóc hết bẹ lá, vỏ măng, rửa sạch đắt cát, rồi tùy theo từng loại măng độc nhiều hay ít, măng thường hay măng đắng mà có cách xử lý khác nhau. Có thể cắt thành từng lát mỏng hoặc xé nhỏ thành sợi, đem ngâm vào nước sạch qua đêm cho bớt độc rồi rửa lại trước khi chế biến thành các món ăn. Cách 2. Măng tươi hái về bóc vỏ, bỏ vào nồi nước luộc, luộc đi luộc lại khoảng 2-3 lần, sau đó mang ra ngâm nước gạo trong vòng 2 ngày là ăn được. Thay nước gạo thường xuyên, 2 lần trên ngày, hạt luộc nhiều lần qua nước sôi rồi xả lại bằng nước sạch, đến khi nào măng mềm nghĩa là chất đắng cũng đi hết, lúc đó mới đem chế biến món ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sáu loại rau không nên luộc mà lâu nay ít ai để ý. Thật không ngờ khi sáu loại rau sau đây mà mọi người vẫn thường chế biến bằng cách luộc ăn. Ngày nay theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học cho biết, các loại rau sau không nên luộc ăn vì sẽ làm thất thoát nguồn dinh dưỡng vốn có ở chúng. Với thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình, tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc, đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sát Anh, chuyên gia dinh dưỡng Trashilet cho biết, một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc ăn. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi trong bắp cải có chứa một hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphane và nitrobenzocarbonate. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc để ăn. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Cải xoăn, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất, nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất chứa ở trong rau. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Bông cải xanh, còn gọi là súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm giàu chất sắt, protein, canxi, chrome, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc rau này thì nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau. Thay vào đó có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như dùng phương pháp luộc, cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này mà thay luộc là xào hoặc hấp. Đậu Hà Lan,
loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra Khmer Trang, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường, nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Do vậy, các nhà dinh dưỡng khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế cách chế biến 6 loại rau trên từ luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng. Hoặc nếu vẫn thích luộc thì nên sử dụng ít nước thôi, tận dụng nước luộc để ăn. Làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng gừng theo cách này, viêm xoang mãn tính cũng phải chào thua. Viêm xoang là một căn bệnh phổ biến bất chấp thời tiết và hàng triệu người trên thế giới phải chịu đựng nó mỗi ngày. Viêm xoang, dù là mãn tính hay cấp tính, đều do dị ứng, cảm lạnh, nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Thuốc tây trị viêm xoang khá đa dạng, nhưng hầu hết đều có tác dụng phụ. Thuộc tính mạnh và độc hại của thuốc còn hành hạ cơ thể hơn cả chính căn bệnh viêm xoang. Do đó, các phương pháp đồng y trị viêm xoang thường được người Việt tin tưởng hơn, chẳng hạn như gừng. Đây là nguyên liệu rất phổ biến trong điều trị viêm xoang. Để hiệu quả trị bệnh được cao nhất, bạn có thể áp dụng theo cách sau. Nguyên liệu: gừng tươi 60g, ngót sen 30g, 500ml nước. Cách làm: bạn lấy 50g gừng tươi thái lát mỏng khoảng 2-3mm cho vào nồi. Cho 500ml nước vào đun sôi khoảng 15 phút. Tắt bếp, đợi nước cốt gừng bớt nóng thì dùng khăn thấm đều nước cốt rồi đắp nhẹ lên mặt. Hít hơi nóng từ khăn bốc hơi. Hơi nóng từ nước cốt gừng sẽ làm giảm sưng, loãng dịch nhầy, giúp đẩy dịch nhầy ra ngoài, mũi dễ dàng hơn. Thời gian làm khoảng từ 8-10 giây. Bạn cũng có thể đặt nồi nước gừng ngang ngược, lấy một chiếc khăn to trùm qua đầu rồi hít hơi nóng từ trong nồi bốc ra. Sau khi xong mũi với nước cốt gừng, bạn dùng hỗn hợp gừng lá sen để đắp mặt. Bạn giã nát 6g gừng tươi, giã nát luôn 30g ngót sen, trộn đều rồi đắp hỗn hợp này vào chăn mày, lên trán, nhưng phải cẩn thận không để dính vào mất, gây hại cho mất. Đắp được khoảng 20 phút, những triệu chứng trên sẽ giảm dần, trán không còn nóng, tăng cảm giác buồn nôn do có mũ từ hốc mũi trào vào, khoang miệng và nôn ra ngoài. Cách này cũng có thể trị viêm mũi dị ứng. Kiên trì sử dụng nước cốt gừng để xông, rồi dùng gừng và ngót sen để đắp liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Sau đó, cách 2 ngày đắp lại 1 ngày. Sau 30 lần đắp, triệu chứng viêm xoang nặng cỡ nào cũng sẽ khỏi hẳn. Bạn cũng có thể áp dụng cách này cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên, nhưng với liều lượng ít hơn và phải có sự giám sát của người lớn. Chúc cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả, giúp huyết ong sung mãn ngay tức thì. Áp dụng ngay bài thuốc gian gian hiệu quả dưới đây, giúp huyết ong sung mãn ngay tức thì. Yếu sinh lý là một khái niệm chung để nói lên tình trạng sinh hoạt tình dục không được thỏa mãn, không đạt được độ sung mãn cũng như tần suất sinh hoạt tình dục hoặc những trục trặc trong quan hệ chăn gối. Nó biểu hiện rất đa dạng và tùy thuộc vào tuổi tác, điều kiện làm việc, môi trường sống, quan hệ tình cảm vợ chồng, đau lưng, thận yếu chỉ là một trong những nhiều nguyên nhân dẫn tới sinh lý yếu mà thôi. Dưới đây là một số bài thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả. Thịt dê. Theo hia, dê là loài động vật ăn tạp, có bộ phận tiêu hóa và sinh dục rất mạnh. Mỗi sáng ra khỏi chuồng, một con dê đực có thể giao hợp liên tiếp với nhiều đối tác.
Dê cái cũng có năng lực sinh sản rất tốt. Mỗi con có thể đẻ hàng trăm lứa trong đời. Từ ngàn năm qua, dân gian luôn truyền nhau về tác dụng tăng cường sinh lý của lò dê. Người ta dùng nhiều bộ phận của nó để làm thuốc bổ hoặc chữa bệnh. Sau này, các nghiên cứu khoa học về đông y cũng chứng minh nhiều bộ phận của con dê có công dụng bổ huyết, cải thiện khả năng tình dục và chữa bệnh hiệu quả mà an toàn. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đông y cũng đưa ra kinh nghiệm, khi dùng thịt dê cùng với tảo đỏ thì hiệu quả chữa các chứng về yếu sinh lý được tăng lên rất nhiều. Bài thuốc cụ thể như sau: thịt dê tươi 100g, nấu với xương khung 6g, tảo đỏ 12g để ăn, sau một thời gian sẽ thấy hiệu quả. Thịt chim sẻ. Theo đông y, thịt chim sẻ có vị ngọt, tính ấm, vào thận, có tác dụng tráng cương, ích tinh, on kiện cần có. Sát niệu, trị khái xuyển, có tác dụng chữa yếu sinh lý, đau lưng mỏi gối, tăng cường ham muốn cho nam giới. Bài thuốc chữa yếu sinh lý từ chim sẻ. Nguyên liệu: chim sẻ 5 con, 10g đại hồi, 10g tiểu hồi, gừng tỏi vừa đủ. Cách làm: làm sạch chim, ráng chim sẻ với bơ và gừng, tỏi đập dập, rồi thêm nước sôi và các vị thuốc trên vào đun nhỏ khoảng 1 giờ đồng hồ. Tác dụng: các chất yếu sinh lý như liệt dương, suy giảm tình dục, di tình tạo tiết. Cá chạch. Theo đông y, cá chạch có vị ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, tráng dương bổ huyết, chống lão hóa. Từ xưa đông y đã dùng cá chạch như một vị thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả cho nam giới. Bạn có thể dùng một số bài thuốc từ cá chạch như sau: chữa liệt dương, 250g cá chạch làm sạch, bỏ đầu, nấu cháo cùng với nhục quế và phụ phiến, khi ăn cho thêm vài lát gừng, ăn nóng. Chữa xuất tinh sớm, làm sạch cá chạch, cho vào nồi đất đun sôi, cho thêm ít rượu trắng vào xăm sắp nồi cá, đun thêm 30 phút với lửa riu riu, khi chín ăn nóng, ăn liên tục trong 7 ngày. Trị chứng suy giảm ham muốn, 5-6 con cá chạch làm sạch, lọc xương để riêng, đem chiên xương cho mềm với dầu rồi cho thịt vào đảo đều, cho thêm 300ml rượu trắng cùng vài lát gừng đun thêm 30 phút. Khi thấy cá chạch dần chuyển sang màu trắng đục thì dùng thìa vớt lớp dầu bên trên bỏ đi, thêm tiêu và gia vị vào rồi ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ dị xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này. Giảm nguy cơ mắc ung thư. Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay.
Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mảng bám và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mảng bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù lòa, đồng thời ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa và chúng sẽ giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não. Ổi không chỉ chứa vitamin A và C mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bất tỉnh vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại thức uống này. Co giật, hôn mê vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại nước uống được nhiều người ưa chuộng. Thường để lâu, trên cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Cứ nghe nói nước mía tốt, ngăn ngừa ung thư vú, nên con em, họ em ra sức uống. Xui xao uống nhầm quán vỉa hè làm dơ ăn bẩn, khiến nó phải cấp cứu, suýt để lại di chứng thần kinh suốt đời. Hôm đó, hai chị em đi mua sắm ít đồ sida, trên đường về có tấp vào một quán nước mía siêu sạch lề đường, bán lì khổng lồ với giá cực rẻ chỉ 5.000 đồng. Nhìn thấy cái thùng đựng nước mía rêu mốc bám đen, em hơi nhường nhường. Bấm tay con em bảo thôi đi, nhưng nó không chịu. Em nói nhỏ vào tai nó, mày thấy cái thùng đựng nước mía kinh chưa? Nó trả lời, ăn dơ sống lâu, cứ như chị ba, 7, 2, 11 ngày, hết viêm họng đến sổ mũi. Rồi nó nhất quyết làm một ly khủng. Nhìn nó uống mà em thấy sợ sợ. Đúng như em cảnh báo, vừa về đến nhà là nó bảo kê cái nhà vệ sinh luôn, hết ói rồi bị tào tháo rượt, cứ làm đi làm lại suốt một buổi chiều. Sau đó nó bị sốt và hôn mê. Trên đường đưa nó đi viện, nó làm em sợ chết khiếp khi thỉnh thoảng còn lên cơn co giật, xùi một mép. Vừa đến bệnh viện là nó được đẩy vào phòng cấp cứu ngay, còn em sau khi cung cấp thông tin cá nhân, tiền sử bệnh tật và thói quen ăn uống, ngủ nghỉ của nó thì tạm ngồi đợi bên ngoài. Qua khe cửa, em thấy nó được cắm trên người đủ thứ dây nhựa. Bác sĩ cho biết nó bị ngộ độc một loại nấm mốc cực độc trên cây mía. Thường để lâu, cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Độc tố này gây hại cho mọi lứa tuổi, nhưng nạn nhân phổ biến là trẻ em và người trẻ tuổi. Khi ăn phải loại nấm này, người ăn có thể tử vong hoặc bị di chứng thần kinh kéo dài. Cũng may, con em họ em được cấp cứu kịp thời, ơn trời. Đầu nó nằm viện được 3 tuần thì được về nhà. Thỉnh thoảng em cũng để ý xem nó có biểu hiện gì lạ không. Em sợ nó bị ảnh hưởng thần kinh thôi. Hôm chở nó đi qua một quán nước mía, chọc nó. Nó dậy nảy như đĩa phải vôi, bỏ đi, bỏ đi. Thực ra nước mía không có tội, chỉ có người bán vì coi thường sức khỏe người uống, nên làm cẩu thả, không vệ sinh, máy ép thường xuyên dẫn đến đóng bụi bẩn.
làm ổ cho vi khuẩn sinh sôi. Nhưng kinh khủng nhất là mía róc vỏ nhưng không rửa, cứ để ở trong thùng từ ngày này sang ngày khác, thậm chí để nổi mốc vẫn ép bán. Thậm chí do nước mía ngọt nên nhiều ruồi nhặng vườn vườn đậu vào ca, cốc, thậm chí rơi cả vào nước mía. Nhìn phát hải, thế nhưng không phải người bán nào cũng để ý những điều này. Hôm rồi đọc tin tức, có bài báo nói về kết quả kiểm nghiệm trong 6 tháng tại trung tâm sắc ký Hải Đăng, Mà Hải. Trong 1ml nước mía của một mẫu nước mía được kiểm nghiệm, chứa 210.000 con vi khuẩn coliform, 490.000 vi sinh vật hiếu khí, 18.000 bào tử nấm men, nấm mốc. Theo ông Huỳnh Ngọc Trưởng, trưởng phòng kiểm nghiệm vi sinh, trung tâm sắc ký Hải Đăng, các chỉ số vi sinh trong mẫu kiểm này đều cao hơn với 1.000 đến 10.000 lần so với chỉ tiêu quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm của Bộ Y tế. Qua chuyện này, em nghĩ mỗi ngày, trên nước ta có biết bao vụ ngộ độc thực phẩm, chỉ có báo chí chưa biết để thông tin thôi. Hôm em đưa con em vào viện, ít nhất có 5 ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến cháo lòng, nước sâm, bánh mì, có dòi trong pate. Vì vậy mọi người cẩn thận khi ăn ngoài nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thật dê nâng cao phong độ quý ông. Trong y học cổ truyền, thận dê được gọi là dương thận, bao gồm hai phần, dương nội thận hay còn gọi là dương yêu tử, tức là quả thận thực sự, và dương ngoại thận, hay còn gọi là dương thạch tử, tức là tinh hoàn. Dương thận vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận khí, ích tinh tủy, thường được dùng để chữa các chứng thận lao hư tổn, lưng đau gối mỏi, tai ù, tai điếc, liệt dương, dì hoặc tinh, yếu sinh lý, đi tiểu đêm nhiều lần. Một trong những chức năng quan trọng của tạng thận là chủ về sinh dục. Dê lại là một trong những loài động vật có khả năng hoạt động sinh dục mạnh mẽ và bền bỉ. Bởi vậy, quả thận và tinh hoàn của dê đã được người xưa sử dụng làm thức ăn và làm thuốc để chữa trị các chứng bệnh thuộc hệ sinh dục từ rất sớm. Đây là một trong những ví dụ điển hình của việc áp dụng học thuyết dĩ tạng bổ tạng, dĩ tạng liệu tạng, lấy tạng để bồi bổ và chữa bệnh của tạng. Dưới đây xin được giới thiệu một số công thức điển hình để bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng. Bài 1. Thận dê 1 quả. Thịt dê 60g, lá kỷ tử 250g, có thể thay bằng kỷ tử 100g, gạo tẻ 60-90g, hành củ và gia vị vừa đủ. Dương thận rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái thịt. Thịt dê rửa sạch, thái quần cờ, sắc kỹ kỹ tử, rồi bỏ bã lấy nước, cho thận và thịt dê vào ninh nhừ với gạo thành cháo. Nêm gia vị vừa đủ, chia ăn vài lần trong ngày. Công dụng: bổ thận âm, ích thận khí, tráng nguyên dương. Dùng để trị các chứng lưng đau gối mỏi, tai ù, dì niệu do thận hư, nam giới liệt dương, suy giảm khả năng tình dục. Bài 2. Thận dê 1 quả. Nhục thung dung 30g. Thận dê rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái miếng. Nhục thung dung tẩm rượu một đêm rồi thái lát, đem hầm cùng, khi chín chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: bổ thận tráng dương, nhuận tràng thông tiện. Dùng làm đồ ăn cho những người bị liệt dương, yếu sinh lý. Táo bón do mẹ mong họ suy. Bài 3. Thận dê 1 đôi. Nước hầm xương lợn 1 bát, tỉ lợn 1 đoạn, gia vị vừa đủ. Thận dê rửa sạch thái miếng, đun nước hầm xương lợn cùng với gia vị và tỉ lợn trong vòng 15 phút. Sau đó cho dương ngoại thận vào, đun thêm chừng 3 phút là được. Múc ra bát, ăn nóng. Công dụng: ích tinh, trợ dương, bổ thận. Được dùng để chữa các chứng mụn con, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, đau lưng mỏi gối, suy giảm ham muốn tình dục, suy nhược cơ thể. Bài 4. Thận dê 1 đôi. Nhục thung dung 25g, thảo quả 5g, tràng bì 5g,
mỡ dê 100g, gia vị vừa đủ. Thận dê làm sạch, bổ đôi. Bỏ màng trắng, thái miếng. Mỡ dê thái miếng. Xắt kỹ các vị thuốc rồi bỏ bã lấy nước. Đem hầm với thận và mỡ dê. Khi chín chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: bổ thận tráng dương, ong trung kiện tỳ, nhuận tràng thông tiện. Được dùng để chữa các chứng liệt dương, dì hoặc tinh, đau lưng mỏi gối, tay chân lạnh, táo bón do thận dương hư. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không còn nghi ngờ gì nữa, em đã khỏi gan nhiễm mỡ chỉ với một nắm rau ngổ. Các mẹ nhà mình có ai bị gan nhiễm mỡ thì vào đây nhé. Em đã khỏi bệnh nhờ một bài thuốc cực kỳ đơn giản đấy ạ. Em bị gan nhiễm mỡ đã 2 năm, điều trị qua rất nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Em uống từ đông y sang tây y nhưng đều không có tác dụng. Em nghe nói bệnh này nếu không điều trị thì dễ bị biến chứng thành xơ gan, xơ giãn động mạch, suy gan, ung thư gan. Thật ra là em rất khủng hoảng trong một thời gian dài vì lo lắng vì bệnh tình của mình. Gan nhiễm mỡ là hiện tượng lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng gan. Gan nhiễm mỡ thường kết hợp với các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chị em họ ngồi bác vào chơi, biết em đang bị căn bệnh này thì bày cho em một bài thuốc trị gan nhiễm mỡ bằng rau ngổ, một loại rau mà nhà nào cũng có trên kệ bếp đấy ạ. Sau 1 tháng áp dụng, quả nhiên em thấy người khỏe hơn, không còn cảm giác mệt mỏi buồn nôn, ăn ngon miệng và da cũng đỡ vàng hơn rất nhiều. Đi xét nghiệm lại tại bệnh viện thì bác sĩ cho hay bệnh em đã giảm đi rất nhiều. Em nghe và mừng lắm các mẹ ạ. Em cũng bày cho rất nhiều người thân đang bị gan nhiễm mỡ áp dụng và thấy rất hiệu quả. Giờ em chia sẻ lên đây cho các mẹ nhà mình, ai có nhu cầu thì tham khảo nhé. Rau ngổ còn gọi là rau ôm, ngò ôm, ngổ hương, ngổ thơm, ngổ điếc, thạch long vĩ, là một loại cây thân mảnh mộc lan ở những nơi đất ẩm có nước. Rau ngổ được nhiều người xem như là thức ăn có tính giải độc và điều trị một số bệnh. Cách dùng rau ngổ cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Nguyên liệu: rau ngổ 100g, bạc hà 50g, nước 100ml. Cách dùng: rau ngổ và rau bạc hà rửa thật sạch rồi mang ra phơi thật khô là có thể dùng được. Bắc chảo lên bếp, cho rau ngổ và bạc hà vào, xào vàng rồi hạ thảo. Xào vàng hạ thảo là phương pháp đem rang dược liệu trên chảo tới khi dược liệu có mùi thơm, sau đó lấy một miếng vải sạch trải lên nền đất, đổ dược liệu đã xào vàng lên miếng vải trong khoảng thời gian 30 đến 40 phút đến khi dược liệu nguội rồi đem sử dụng. Sau đó sắc cùng 100ml nước uống liên tục vào buổi tối sau khi ăn no. Uống liền 1 tháng sẽ thấy hiệu quả. Theo đông y, rau ngổ có tinh mát, vị chua, cay, mùi thơm, có tác dụng kháng viêm, lợi tiểu, giải độc, do ngộ độc thức ăn, làm giãn cơ ruột, giãn mạch, tăng lọc ở cầu thận nên dùng để trị sỏi thận rất tốt. Ngoài ra, rau ngổ được dùng để trị tê tay, tê chân, trị rắn cắn. Rau ngổ trị ho, sổ mũi. Ho, sổ mũi là các triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là khi thời tiết trở lạnh hay chuyển mùa. Cách trị bệnh này với cây rau ngổ rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy 5 đến 30g rau ngổ tươi, rửa sạch, xắt kỹ lấy nước uống hàng ngày là bệnh sẽ bớt hẳn. Rau ngổ trị sỏi thận. Với các bệnh nhân mắc chứng sỏi thận, lấy 50 đến 100g rau ngổ tươi xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt uống trong ngày. Cũng có thể lấy một nắm rau ngổ giã nhỏ, pha với ít nước và vài hạt muối chia uống 2 lần sáng chiều trong ngày. Uống liền trong 7 ngày để hiệu quả chữa bệnh tốt hơn. Người bệnh hay tê tay, tê chân.
Nếu thường xuyên bị tê tay tê chân hoặc cắt chi khớp, bạn có thể lấy ít rau ngổ cho vào ấm nấu thành nước uống sẽ đỡ hơn rất nhiều. Trị rắn cắn. Bệnh nhân bị rắn cắn sau khi khử độc, lấy 15 đến 20 g rau ngổ tươi, 25 g kiến cò đem giã nát, thêm vào 20 đến 30 ml rượu trắng, lọc lấy nước uống. Phần bã đừng vội bỏ đi, hãy đem đắp lên vết thương và dùng gạc băng vết thương lại. Cũng có thể lấy 20 đến 40 g rau ngũ khô, xào vàng, sắc lấy nước uống 4 đến 5 lần liều. Lưu ý, khi uống hết một liệu trình, các mẹ nên xem kết quả như thế nào, có nên uống tiếp hay không nhé, vì tùy vào cơ địa của mỗi người mà thuốc sẽ có tác dụng khác nhau đấy ạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm khi ăn chuối sai cách mà chẳng ai có thể ngờ. Đừng hồ đồ để mắc phải 3 sai lầm khi các bạn ăn chuối để biến loại quả này trở thành thuốc độc. Có đến 90% các gia đình hiện nay đều mắc phải. Các bạn cần phải biết, đừng để phạm sai lầm cơ bản rước họa vào thân nhé. Sai lầm khi ăn chuối 90% người mắc phải. Chuối là loại hoa quả rất phổ biến, nó thường có trong mỗi gia đình vì chuối rất giàu dinh dưỡng và cũng khá rẻ tiền. Thế nhưng, các bạn cần phải tránh mắc phải những sai lầm dưới đây. 90% người ăn chuối đang mắc phải, còn bạn thì sao? Cùng tìm hiểu xem đó là sai lầm gì. Bạn có đang làm đúng không để còn khắc phục nhé. Sai lầm khi ăn chuối, ăn quá nhiều trong ngày. Chuối là loại quả chứa một hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin rất dồi dào, phong phú. Nó có thể làm cho da dẻ mềm mại, làm cho mắt sáng và tinh lực tràn đầy, giúp kéo dài tuổi thọ và cũng có tác dụng phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu như các bạn ăn chuối quá nhiều trong ngày, lượng vitamin B6 từ chuối kết hợp với các thực phẩm khác, có thể nó sẽ được nạp vào cơ thể quá tải. Điều này xảy ra tình trạng quá liều, có thể tổn hại đến sức khỏe. Nếu các bạn ăn chuối nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn có thể đối mặt với các triệu chứng của tăng trong máu. Theo đó, các bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu như nạp quá nhiều chuối vào cơ thể, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn các vitamin và khoáng chất có trong cơ thể. Thậm chí, nếu như các bạn ăn nhiều chuối chỉ trong thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với các triệu chứng của tăng kali máu, sẽ làm cơ suy yếu, làm nhịp tim trở nên bất thường, hay thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bị tê liệt tạm thời. Sai lầm khi ăn chuối, ai cũng ăn được chuối. Thực tế, không phải ai cũng có thể ăn loại quả này, mà sẽ có rất nhiều người cần phải hạn chế việc ăn chuối. Cụ thể, với những người nào có tiền sử về đau dạ dày thì rất cần hạn chế ăn chuối tiêu. Và cũng tuyệt đối không ăn chuối khi đang bụng đói, vì khi đó ăn chuối vào, bạn sẽ có cảm giác sẽ còn cao hoặc là đau bụng. Những người đang bị táo bón, tiêu chảy thì cũng hạn chế ăn. Bởi với nhiều người cho rằng ăn nhiều chuối vào có thể sẽ giúp nhuận tràng, từ đó thông tiện. Nên có một số người khi bị táo bón, họ thường xuyên ăn chuối. Nhưng bạn có biết, chuối không những không giải quyết được cho bạn chứng táo bón, mà ngược lại, nó sẽ còn khiến cho tình trạng táo bón của bạn nặng hơn. Người bị bệnh thận, bị đau đầu, tiểu đường hay tim mạch cũng là những đối tượng cần hạn chế ăn chuối để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Tương tự thì người đang bị tiêu chảy không nên ăn chuối chín bởi vì lượng xơ mềm. Chất oligosaccharide có thể nó giúp nhuận tràng, chất này nó sẽ làm cho bệnh tiêu chảy của bạn nặng hơn. Sai lầm khi ăn chuối, ăn lúc nào cũng được. Thực tế, khi ăn chuối vào cơ thể thì chuối sẽ phát huy được tốt nhất những tác dụng của nó, như thúc đẩy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn khi bạn ăn chúng sau bữa cơm, sau khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, còn nếu như các bạn dùng chuối để làm thức ăn khi đói, thì đó không phải là cách hay, nó thật nguy hiểm. Bởi thế, các bạn tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói. Vì trong chuối có chứa nhiều magie, ăn chuối lúc dạ dày của bạn đang trống rỗng, nó sẽ làm lượng magie bị tăng đột ngột trong máu,
có thể gây mất cân bằng tim mạch và nó làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Lượng vitamin C rất dồi dào trong chuối. Nếu như đưa vào cơ thể khi đang bị đói, cũng sẽ khiến bạn bị đau dạ dày lập tức. Bạn chỉ nên ăn chuối khi đã ăn cơm no, để chuối không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhận tác dụng bảo vệ dạ dày và trung hòa axit dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng ít biết của củ ấu xấu xí. Củ ấu không chỉ là món ăn dân dã mà còn có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Vào những ngày tiết trời se lạnh, thứ đồ ăn vặt dân dã như củ ấu lại được bán dọc với các tuyến đường hay ở một số chợ. Nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng ruột củ ấu lại trắng, thơm và bùi. Củ ấu có tên khoa học Trabacochichisinetlau, thuộc họ ấu, hay còn gọi là ấu trụi, ấu nước, hạt dẻ nước. Nhiều người còn quen gọi ấu là quả sừng trâu. Đây là loại thực vật thủy sinh, mọc trong ao đầm, thân ngắn có lông. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, trong củ ấu có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe như nhiều glucid, đường gluco, protein. Trong 100g củ ấu có khoảng 48,2g đường, 3,4g protein, 32,1g chất bột đường, 3,3g đường, 17,6mg canxi, 0,4mg kẽm, 0,7mg sắt, 0,8mg natri, 468mg kali và khoảng 730 calorie. Trong đông y, củ ấu vị ngọt, tính mát, vào tùy vị. Các thành phần của cây củ ấu đều được coi như một vị thuốc. Thân cây vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng tiêu viêm giải độc. Củ ấu có tác dụng ích khí tiện tỳ, thanh thử giải nhiệt, lương huyết, trừ phiền chỉ khát. Củ ấu non ăn sống có tác dụng chống nóng, chống nắng, giải độc, xây rượu, trừ rôm sảy. Loại củ ấy già rất tốt cho trường hợp tỳ hư, tiết lã, kinh nguyệt quá nhiều, trị xuất huyết, chống suy nhược. Nhiều bài thuốc đã sử dụng nguyên liệu từ củ ấu để chữa trị bệnh một cách hiệu quả. Chẳng hạn, trị bệnh trĩ, vỏ củ ấu sấy khô, đốt toàn tính, tán thành bọt, trộn đều với dầu mè, bôi hạt đắp. Trị mụn nhọt, trẻ nóng lực hay bị nổi ghẻ nhọt, trong dân gian thường lấy nguyên củ ấu đốt thành than, thêm ít chu sa, băng phím nghiền thành bột, rồi trộn với nước sôi để nguội cho sền sệt. Hàng ngày lấy hỗn hợp đó bôi lên chỗ ghẻ nhọt sẽ hết xương, đau, ngứa. Cùng với đó, lấy ruột ấu nấu cháo cho trẻ ăn, ghẻ nhọt sẽ càng mau hết. Trị viêm loét dạ dày. Thịt ấu 30g, hoài sơn 16g, táo đỏ 16g, bạch cập 10g, gạo nếp 100g. Cho tất cả vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ để nấu cháo nhừ. Khi ăn cho 20g mật ong trộn đều. Đây cũng là món ăn tốt cho những người bị ung thư dạ dày. Môi khô, ngủ không ngon giấc. Thịt củ ấu tươi 50g, đĩa cốt bì 20g, cau kỷ tử 10g, hoàng cầm, can thảo sắc lên uống, ngày 2 lần, uống khoảng 1 tuần. Các chuyên gia lưu ý rằng, dù củ ấu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều công dụng tốt, song để tận dụng được công dụng của củ ấu, bạn cần lưu ý. Không nên ăn quá nhiều một thời điểm vì củ ấu có tính mát, dễ gây ra tình trạng đầy hơi, trướng bụng và đau bụng. Có thể dùng 50-200g một ngày dưới dạng ăn sống hoặc nấu canh, cháo. Ăn nhiều sẽ gây trệ khí. Do đó, những người có u cục ở ngực, bụng cần thận trọng khi ăn. Người tỳ vị hư nhược, đại tiện tiêu lỏng không nên dùng dạng sống. Sau khi ăn củ ấu không nên uống nước liền vì sẽ có cảm giác khó chịu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.